Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay thì vườn mai Trương Nghiễn giao lưu với anh em một cây mai bonsai. Cây này thì hàng tầm trung nha anh em. Cây này thì khoảng hai người bưng, chứ một người bưng người ha rất là nặng nha anh em. Đó. Cây hiện tại đang nằm trong cái chậu gốm màu đỏ nha anh em. Đó. Cây cái chữ Phúc Lộc Thọ. Phúc Lộc Thọ nha anh em. Cây chậu lục giác. Tí nữa thì mình sẽ quay kỹ cho anh em xem cái thông số cây. Mình đo luôn thông số cây đặt tàng nha anh em. Rồi, giờ mình sẽ quay một vòng cho anh em xem. Anh em xem cây như thế nào nha anh em. Đấy, mình quay một mình thì mình bỏ camera nó hơi hơi sang chút. Rồi, anh em xem ha. Cây rất là đều nha anh em, cây tàng dâm rất đẹp. Chiều cao cây này đó là từ gốc lên ngọn là 80 nha anh em. Gốc lên ngọn 80, cả chậu luôn là 1m05. Cái tàng ngang đó là 80 nha anh em. Đấy, tàng ngang là 80 này. Đây, cây này mình báo lại thông số cho anh em nghe rõ là chiều cao cây là 80 từ gốc lên ngọn. Cả chậu luôn là 1m05. Chiều cao cả chậu là 1m05 nha anh em. Đấy, chậu này cao khoảng 25 phân. Tàng ngang của nó mặt này là 80 nha anh em. Cây rất là đẹp, đẹp tàng. Dâm chi này anh em xem này, đó. Dâm chi là rất là kín. Tròn đều đẹp. Tứ phía là tròn đều đẹp nha anh em. Đó. Cái này thì quanh quanh thân mình đo dưới tay một này là 17 rưỡi nha anh em. Đấy, cái chỗ mình đo 17, cái chỗ mình đo 17 rưỡi, nói chung là tùy theo anh em đo, nói chung tầm của nó là 17. Cây rất là già. Cây này tràm chậu là chu vi chậu mà chậu là 90 nha anh em. Tràm hết chậu 90 luôn. Mà mình tính tầm 70 thôi. Đấy, anh em qua rỡ này. Ra đụng dành chậu hết nè anh em ha. Đấy, tứ phía này. Cây này rất đẹp nè anh em. Chu, cây rất già hả? Mặt này nè anh em thấy nè. Già cây đẹp. Cây dao rin nha anh em, cây này dao rin. Cái này tết tới bán bàn này chân là hết ý nha anh em. Bông búp này. Đó. Bông búp có hết nha anh em. Đó. Cái này bông búp nói chung là đủ. Đủ anh em chơi tết. Vivu. Đó. Lên tới ngọn luôn nha anh em. Ngọn này. Ngọn có bông búp hết. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua cái cây mai bonsai tầm trung này thì liên hệ với mình và số điện thoại là 0987 096 755. Cây rất là già nha anh em, cây già lắm, khỏe coi. Anh em kiếm một cái cây hàng dâm như thế này là không 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 có đâu.
tại vì cái lớp dâm mà nó cù như thế này, đạch tàng mà nó cù như thế này rất là khó kiếm, thường thường là nó đi tuột dài hết nha anh em. Chụp một cái bonsai mà dao riêng mà nó cù như thế này là hàng quá là đẳng cấp, quá VIP nha anh em. Đó. Anh em có nhu cầu thì liên hệ mình, số điện thoại mình là 0987096755, liên hệ bất cứ lúc nào cũng được nha anh em. Chụp chỗ này quá đẹp nè anh em ha, nhìn cái form cây mà nó hài hòa rất là đẹp. Nếu mà anh em muốn lên tiền cây này thì về thay cho nó một cái chậu đẹp nữa, tại chậu này hơi rẻ tiền, chậu này có 100 mấy á, rẻ nha anh em, cây già. Anh em có nhu cầu liên hệ với mình, giao lưu cây này về chơi Tết là đánh cắp nha anh em, bán bàn chân là hết ý luôn. Đó, cây quá đẹp quá đặc tàng. Rồi, chúc anh em ngày mới vui vẻ, chào tạm biệt anh em. Anh em xem kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh, ấn theo dõi. Rồi, tạm biệt anh em.